Cô gái nhà quê lần đầu cảm nhận được sự nham hiểm của người thành thị. Cô ấy chỉ đến để dọn dẹp, mà bị họ bắt thay đồ hở hang đến vậy. Cô ấy muốn cự tuyệt, nhưng người đàn ông đe dọa sẽ khiếu nại với công ty vệ sinh, nói cô ấy phá hư đồ dùng mấy chục triệu của nhà ông ta. Cô gái không có lựa chọn nào khác, lần đầu tiên cô ăn mặc táo bạo như vậy, khuôn mặt cô ấy đầy sự nhút nhát và rụt rè. Người đàn ông bên cạnh nhìn cô ấy, ông ta rất hài lòng. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, cô gái đến Bắc Kinh để làm lụng, tìm việc làm tại công ty vệ sinh. Sáng thì cô đi làm nhân viên dọn dẹp, tối thì ở trong tầng hầm rẻ tiền. Muốn tắm nước nóng sau một ngày mệt mỏi cũng khó. Công việc này chỉ có mức lương 300.000 một ngày. Nhưng hôm nay sếp đã nhận một việc đặc biệt cho cô ấy. Khách hàng đó thật hào phóng, nhưng tính khí hơi kỳ lạ. Chỉ cần chịu đựng, đừng có bỏ về mà mất tiền. Cô gái đến nhà chủ theo địa chỉ đã cho. Cô tò mò nhìn xung quanh, trong lòng hết sức hâm mộ. Thật may mắn khi được sống trong một ngôi nhà như vậy. Ông Vương yêu cầu cô dọn dẹp nhà cửa càng sớm càng tốt. Nếu xong nhanh thì có thêm 100.000 tiền bâu ơ. Cô gái rất vui và bắt tay vào làm ngay. Nhưng ai biết rằng tiền đâu dễ kiếm. Ông ta đưa ra những đòi hỏi vô lý, nói rằng quần áo của cô gái quá quê mùa, yêu cầu cô ấy mặc những thứ ông ta đã chuẩn bị. Cô gái quay lại nhìn, khuôn mặt cô đỏ ửng, tim đập thình thịch. Cô nói nhỏ, tôi là một người dọn dẹp, không phải là gái gọi. Ông Vương mỉm cười rồi nói, có sự khác biệt sao? Tôi không tin không trị được cô, tôi sẽ gọi cho công ty vệ sinh, nói cô phá đổ nhà tôi. Cô gái tức giận quay đầu bỏ chạy. Nhưng đến tối, một cú điện thoại khiến cô ấy thay đổi quyết định. Em trai Uông Khải đánh nhau và làm bị thương người ta, mỗi người phải bồi thường 600.000. Món nợ này lại rơi vào đầu cô chị. Cô gái nhìn vào số tiền lẻ mà mình có, cô thực sự bất lực. Lúc này sếp giao cho cô một nhiệm vụ, đến nhà ông Vương, bên kia yêu cầu cô gái đến. Vốn dĩ cô gái muốn từ chối, nhưng nghĩ về em trai, giờ là lúc cần tiền gấp, cô nghiến răng và đi qua đó một lần nữa. Không ngờ lần này ông Vương còn quá đáng hơn, ông ta trực tiếp nắm tay của cô. Cô đứng dậy và muốn đi, nhưng ông ta lấy ra 100.000 để cô thay bộ quần áo đó. Lúc này cô gái mặc cả giá. Trong làng của chúng tôi có cô gái làm chuyện như thế này, ít nhất 200.000 một lần. Ông Vương mỉm cười và đồng ý, vì vậy cô gái đã thay quần áo trước mặt ông ta. Nhìn cô gái xinh đẹp mơn mởn, ông ta rất hài lòng và sẵn sàng đưa tiền. Cứ làm như thế mấy ngày sau, cô gái cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền để bồi thường. Cô định bỏ công việc của ông Vương, nhưng người sếp đã trách mắng cô ấy. Công ty đưa cô đi, cô cứ đi. Nếu công ty không đưa cô đi, muốn đi cũng không được. Cô gái không còn cách nào khác, chỉ có thể lao vào vũng lầy một lần nữa. Cô gái quên Uông Hồng lên thành phố làm bảo mẫu, bị chủ bắt mặc quần áo gợi cảm. Mỗi lần như thế cô có được vài trăm ngàn để trả học phí cho em trai. Cô gái cuối cùng cũng chấp nhận. Không nói chứ, cô đã cải thiện được cuộc sống của mình, thường có tiền dư để gửi về cho gia đình. Nhưng sau đó mẹ nói với Uông Hồng, nói rằng Uông Khải đã bỏ học, còn đến Bắc Kinh để tìm cô ấy. Mẹ cũng nghĩ khá thoáng, cậu ta cũng không phải là hạng học hành giỏi giang gì. Nhưng Uông Hồng biết, chỉ có học hành mới có thể thay đổi vận mệnh. Cô tức giận cúp máy. Sau khi cô mặc bộ quần áo mà ông Vương siêu tầm, ông ta nghĩ rằng đã đến lúc phải tiến xa hơn. Ông ta dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, nói rằng Uông Hồng không cần phải trở lại vào ngày mai. Khi nghe thấy điều này, cô ta liền chạy đến lấy lòng ông ta. Ông ta khẽ mỉm cười, kéo cô vào phòng ngủ, sau đó bắt đầu màn dạo đầu. Uông Hồng trở thành tình nhân của ông ta. Cô ấy nghỉ việc ở công ty vệ sinh, tập trung chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ông Vương. Sau khi Uông Khải bỏ học và đến Bắc Kinh, cô thấy em thích xe ô tô, nên đã cố gắng tìm cho em một trường dạy sửa chữa ô tô. Chuyện này